Tôi cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần của đài IBC TV để tiếp tục theo dõi phần 2, và cũng không quên cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Thưa quý vị, phần 2, một bản tin đã cho biết rằng Chủ tịch ASEAN kêu gọi đoàn kết giữa bối cảnh các thành viên bất hòa về Myanmar. Nước Chủ tịch ASEAN Indonesia hôm thứ Ba ngày 11 tháng 7 nhấn mạnh tầm quan trọng của tình đoàn kết trong khối để duy trì độ tin cậy của khối, khi các bộ trưởng ngoại giao của các nước thành viên bắt đầu các cuộc đàm phán dự kiến đề cập đến vấn đề gai góc là làm việc với các tướng lĩnh cầm quyền bị tẩy chay của Myanmar. Cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Jakarta diễn ra giữa bối cảnh sự nghi ngờ ngày càng gia tăng về tính hiệu quả của ASEAN, khi có những bất đồng về cách tiếp cận cuộc xung đột đẫm máu ở Myanmar và việc chính quyền quân sự không thực hiện kế hoạch hòa bình mà ASEAN đã thống nhất. Ngoại trưởng Indonesia ông Retno Marsudi không đề cập trực tiếp đến Myanmar trong bài phát biểu tại buổi khai mạc phiên họp toàn thể hôm thứ Ba, nhưng nói rằng ASEAN chỉ có thể quan trọng nếu có uy tín. Vì vậy, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc chứng tỏ rằng ASEAN có thể điều hướng các động lực khu vực và toàn cầu, đồng thời tiếp tục thúc đẩy mô hình hợp tác. Kính thưa quý vị, các nhà khoa học cho biết là trầm tích hồ Canada tiết lộ sự khởi đầu của thời đại Anthropocene của trái đất. Trầm tích lắng động tại hồ Crawford là một vùng nước nhỏ nhưng sâu ở tỉnh Ontario của Canada, cung cấp bằng chứng không thể nhầm lẫn rằng trái đất đã bước vào một chương địa mới cho con người điều khiển, kỷ nguyên Anthropocene. Khoảng 7 thập kỷ trước, một nhóm các nhà khoa học cho biết vào hôm thứ Ba ngày 11 tháng 7, các thành viên của nhóm công tác Anthropocene, viết tắt là AWG, có một kế hoạch đệ trình bằng chứng cho cơ quan khoa học quốc tế chịu trách nhiệm đặt tên cho các chương địa chất trong lịch sử trái đất. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu tại hàng chục địa điểm trên toàn thế giới và trích dẫn hồ Crawford gần với lại Toronto là một địa điểm cung cấp các dấu hiệu địa chất đặc biệt, thuyết phục rằng kỷ nguyên Anthropocene về cơ bản là thời đại của con người đã đến. Plutonium từ vụ thử vũ khí hạt nhân vào những năm 1950 đã cung cấp một dấu hiệu rất là rõ ràng cho quá trình chuyển đổi sang Anthropocene và đi kèm với sự gia tăng tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và phân bón, là những thay đổi sâu sắc trong sử dụng đất và sự suy giảm đa dạng sinh học do canh tác gây ra. AWG cũng cho biết là Chủ tịch Colin Waters là một giáo sư đại học Lancaster ở Anh Quốc. Kính thưa quý vị, một bản tin đã cho biết Svitolina hạnh phúc khi mang lại chút hạnh phúc cho Ukraine. Ngay cả những tay vợt giỏi nhất thế giới cũng không tránh khỏi những dây thần kinh tê liệt như là Iga Swiatek đã phát hiện ra khi mà giấc mơ của Wimbledon của cô tan thành mây khói trong trận thua 5-7, 5-6, 7 và 6/2. Trước Elina Svitolina, người Ukraine vào ngày thứ Ba ngày 11 tháng 7. Svitolina, người đã trở thành thi đấu vào tháng 4 sau khi mà sinh con gái vào tháng 10 năm ngoái, có thể đã phải đối mặt với một đối thủ đang đạt phong độ cao với chuỗi 14 trận toàn thắng, nhưng cô ấy không bao giờ ngừng tin tưởng ngay cả khi mà đang phải nhận một số thất bại. Những cú đánh tàn bạo từ nhà vô địch 4 lần Grand Slam. Sau gần 3 giờ kịch tính căng thẳng thì Svitolina đã mang đến cho quê hương bị chiến tranh tàn phá của mình một điều gì đó để cổ vũ khi mà cô vượt qua nỗi buồn lớn nhất của giải vô địch năm nay. Tiếp theo cho Svitolina là Marketa, là người đã đánh trả 4-1 trong set quyết định trước hạt giống số 4 Jessica Vergula để giành chiến thắng 6-4, 2-6, 6-4 thưa quý vị. Trong khi đó thì Hoa Kỳ muốn tăng cường hợp tác chống nạn buôn bán người với Việt Nam. Đại sứ quán của Hoa Kỳ ở Hà Nội vào hôm ngày 10 tháng 7 đã bày tỏ mong muốn được hợp tác với chính phủ Việt Nam để chống lại nạn buôn bán người. dẫn báo cáo về nạn buôn bán người năm 2023 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thì cơ quan đại diện Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng Việt Nam đã thể hiện nỗ lực đáng kể trong việc chống lại nạn mua bán người. Đại sứ quán của Hoa Kỳ đã nói rằng chính phủ Việt Nam đã tăng cường các nỗ lực truy tố và bảo vệ, xác định và hỗ trợ nhiều nạn nhân bị mua bán hơn, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ cho con người Việt Nam lao động tại nước ngoài trong năm 2022. Vẫn còn nhiều việc quan trọng phải hoàn thành, và Đại sứ quán của Hoa Kỳ mong muốn được hợp tác với chính phủ Việt Nam để tiếp tục đà phát triển tích cực này trong năm tới. Đại sứ quán đã viết trên Facebook như vậy, và cũng như đài VOA tiếng Việt đã đưa tin, thì trong bản báo cáo về tình trạng buôn người trên thế giới vào hôm ngày 15 tháng 6, thì Việt Nam đã được đưa từ hạng 3, tức là hạng cuối, lên hạng 2 nhưng vẫn nằm trong danh sách cần phải theo dõi. Theo Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, thì các nước thuộc hạng 2 và trong danh sách cần theo dõi, đó là có chính phủ không đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn tối thiểu của đạo luật bảo vệ nạn buôn bán người của Hoa Kỳ, nhưng đang có những nỗ lực đáng kể để tuân thủ các tiêu chuẩn đó. Kính thưa quý vị, một bản tin cuối trong chương trình đã cho biết rằng thống đốc tiểu bang Nebraska sang Việt Nam quảng bá nông sản. Thống đốc của tiểu bang Nebraska, ông Jim Pillen của Hoa Kỳ lần đầu tiên dẫn đầu phái đoàn xúc tiến thương mại đến Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh đang gia tăng. Thưa quý vị, đoàn có nhiều điểm dừng được lên lịch trên khắp đất nước trong chuyến thăm kéo dài một tuần, bắt đầu từ ngày 9 tháng 7. Thống đốc ông Pillen đã cho biết trong một tuyên bố, Việt Nam là thị trường xuất khẩu quan trọng và đang phát triển đối với thức ăn chế biến sẵn của Nebraska như là gluten, ngô, bột đậu nành và ngũ cốc, chưng cất. Các thành viên khác của nhóm bao gồm Giám đốc Sở Nông nghiệp Nebraska Sherry Winton, Hiệu trưởng John Lee của Đại học Nebraska, Omaha, gọi tắt là UNO, và các chuyên gia liên quan đến nông nghiệp, đại diện của doanh nghiệp, giới học thuật và quan chức chính phủ. Các sự kiện trong chuyến công tác thương mại bao gồm thăm một trung tâm phân phối tạp hóa lớn, trình diễn sản phẩm, gặp gỡ các quan chức thương mại Việt Nam và thăm Đại học Nông nghiệp Việt Nam. Quý vị vừa mới theo dõi bản tin cuối cùng cho phần tin tức tổng hợp buổi trưa ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Và cũng xin cảm ơn các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Bảo Khanh và Lâm Hùng cũng không quên kính chúc quý vị chúng ta hãy luôn giữ gìn sức khỏe và vô lượng an lạc.